Xin chào các em học sinh đã quay trở lại với buổi sự bài tập. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào chuyên đề phương trình bậc 2 và tiếp tục các bài toán về định lý VS và ứng dụng phần 2. Chúng ta sẽ đi vào các bài toán quen thuộc. Chúng ta đi vào bài toán đầu tiên luôn ha. Cho phương trình m cộng 2x bình phương trừ cho m cộng 4 tất cả nhân x cộng cho 2 trừ cho m bằng 0. Thì thông thường thầy hay đặt phương trình này là 1 đi. Tí nữa thầy có gọi là 1 tương đương cũng được. Hoặc là không thì thôi cứ để đó không sao. Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc vào M. Có nghĩa chúng ta phải sử dụng định lý VS giữa tổng và tích, chúng ta kết hợp lại, không còn biến M nữa. Biến M nữa đúng không? Bởi vì là cái bài toán này khi mà chúng ta sử dụng tích, tích thì có cái gì? Có C chia cho A. Đây, có hai cái M rất là quan trọng, đúng chưa? Tiếp theo, tổng là trừ B chia A là đây, chia cho đây. Vì vậy cho nên nó vẫn sẽ phụ thuộc vào M. Chúng ta phải tìm cách để mà cắt đứt hoàn toàn liên lạc với M, không còn biến M nữa. Sau đó câu B là tìm nghiệm kép của phương trình đã cho. Thì bây giờ thầy sẽ tiến hành vào câu A không ha. Câu A, đầu tiên thì hệ thức liên hệ giữa các nghiệm, các ở đây tức là gì? Là tối đa hai nghiệm đúng chưa? Mà để phương trình có hai nghiệm thì trước hết phương trình phải là phương bậc 2 đã. Phương trình bậc 2 thì đồng nghĩa với là gì? Đừng bao giờ đặt bút là viết liền delta lớn không. Đúng chưa? Mà hãy đặt bút viết là gì? Phương trình đã trở thành phương trình bậc 2, đồng nghĩa với A khác không, tức là M cộng 2 khác không. Đúng chứ? Hai điều này là hai điều rất là quan trọng đó. Đúng chứ? Sau đó bây giờ thầy sẽ bắt đầu thầy... À thực tế thì cái chỗ này là nghiệm như thế nào? Hai nghiệm thì thực tế là, như thầy đã nói là nghiệm kép thực tế là hai nghiệm giống nhau mà. Đúng chứ? Cho nên delta lớn bằng 0. Mà bài toán này không có cái số 2 trước hay là số chẵn, cho nên ta cứ dùng delta thôi. Ta không có việc gì ta phải dùng delta phẩy. Đúng chứ? Và đến đây ta sẽ viết lại thôi. Ta sẽ biến đổi cái điều này. Có nghĩa là m khác. Khác trừ 2 là đầu tiên nè. Đúng chưa? Tiếp theo là delta là gì? Delta là b bình trừ 4ac. Là m bình cộng cho 8m cộng cho 16 trừ cho 4ac hả? Trừ cho 4 lần. Nhân với lại gì? 2 bình trừ m bình. Hiểu gì không vậy? Thầy nghĩ các bạn hiểu chứ. Vì sao 2 bình trừ m bình? Vì chúng ta có thể quan sát nhanh cái chỗ 2 trừ m nhân với m cộng 2 là một hàng đẳng thức. Tức là 4 trừ cho m bình. Thầy viết lại như vậy cho nó nhanh. Đúng chứ? Được chứ? Lớn bằng 0. Đến đây ta sẽ giải thôi. Đúng không? Tương đương. M khác trừ 2. Tiếp theo đó là gì? Đó là m bình cộng cho 4m bình là bằng 5m bình phương. Đúng chứ? Cộng 8m. Ta viết lại là cộng cho 8m đúng chứ? Tiếp theo cái chỗ này chúng ta là gì? 4 x 4 là 16. 16 trừ 16 hết. Lớn bằng 0. Rồi bây giờ thầy sẽ bắt đầu thầy hướng dẫn các bạn làm cái bài toán này. Vì sao chúng ta thầy giải được cái chỗ này? Thầy sẽ làm nháp thôi ha. 5m bình cộng cho 8m. Lớn bằng 0. Khi nào? Thì trước hết thầy cũng muốn các bạn có thể dùng máy tính các bạn bấm nghiệm này là bao nhiêu. Đó là nghiệm là 0. Nghiệm là 0 và trừ 8 phần 5. Bấm nghiệm hoặc là giải ra cũng được, rất là đơn giản thôi. Đúng chứ? Sau đó các bạn hãy sắp xếp cho thầy theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Đó là trừ 8 phần 5. Vì đây là số âm, đến lớn là số 0. Đúng chứ? Tiếp theo là chúng ta hãy để cho thầy. Cái giá trị ở phía trước con bậc cao nhất là dấu gì? Số 5 là dấu cộng đúng chưa? Cộng đây. Trừ. Cộng. Cứ qua một cái lần nghiệm. Tại vì nghiệm mà làm cho cái đa thức này, đa thức ẩn M này bằng 0. Qua nghiệm đổi dấu, qua nghiệm đổi dấu. Được chưa? Là tự nhiên chúng ta có cái dấu cộng trừ cộng này. Rồi, bài toán yêu cầu lấy phần dấu cộng. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ hiểu là lấy phần này. Và lấy phần này. Và đến đây thầy có thể kết luận là gì? Thầy có thể kết luận được là gì? Đây. Thầy sẽ kết luận được đó là tương đương. M bé hơn hoặc bằng trừ 8 phần 5. Hoặc M lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng chưa? Và hiển nhiên là trừ 8 phần 5 nó vẫn bao gồm con trừ 2. Cho nên thầy vẫn phải bắt buộc phải viết lại cái giá trị này. Không viết không được. Đó là cái cách mà thầy muốn chỉ cho các bạn làm cho nó nhanh. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể làm, thích làm chậm rãi hơn thì chúng ta vẫn làm chậm rãi được. Đó là gì? Chúng ta có thể phân tích cái giá trị này thành là gì? Thành là m nhân với lại là 5m cộng cho 8. Đúng chưa?
lớn bằng không. Lớn bằng không thì khi nào? Khi mà cái m bé hơn không và cái này bé hơn không đồng thời, m lớn không và cái này lớn không, chúng ta dùng giải ra đều được cả. Các bạn có thể giải ra đó là gì? Đó là hoặc nó ràng buộc bởi m lớn không và 5m cộng 8 lớn không. Đó, chọn ra cái, chọn ra cái bao gồm là một cái giao giao của hai này, đúng chưa? Và chúng ta có là gì? M bé hơn không và 5m cộng 8 bé hơn không. Sau đó chúng ta tìm giao ra này và thầy tin chắc rằng chúng ta sẽ ra được cái điều này. Đúng không? Đó là cách mà thầy muốn làm cho các em gọi là thấy nó dễ hơn xí thôi. Được chưa? Và chúng ta tiếp tục. Đó là cái điều kiện để phương trình có hàng nghĩa phân biệt thôi. Và khi có hàng nghĩa phân biệt thì lúc đó định lý VM mới được tác dụng, mới được phát huy tác dụng, đúng chưa? Khi đó chúng ta theo định lý VS ta có gì? Theo định lý VS ta có cái gì này? S bằng x1 cộng x2 và sẽ bằng gì? Nhìn vào đây, trừ b chia a, đúng chưa? Trừ b chia a tức là m cộng 4 chia cho m cộng 2, đúng chưa? Ở đây thì sao? Chúng ta đã ràng buộc m khác 2 rồi, khác trừ 2 rồi, thoải mái đi. Và p bằng cái gì đấy? P bằng x1 x2 bằng cái gì đấy? Bằng c chia tức là 2 trừ m chia cho m cộng 2. Và rõ ràng cái giá trị này là giá trị như thế nào? Giá trị này là giá trị chúng ta chưa biết làm gì cả. Tuy nhiên thì có cách để cho chúng ta làm đấy. Đó là chúng ta hãy làm biến mất cái giá trị trên tử bằng hằng số đi. Rất là đơn giản thôi. Bằng 2 cộng cho 1 phần. Thầy viết nhầm ha. 1 cộng cho 2 phần m cộng 2. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Hiểu chưa, đúng không? Và cái chỗ này chúng ta bằng gì đây? Cái này là ngược dấu mà, cho nên chúng ta phải viết lại chỗ này là thành gì? 4 trừ cho 2 cộng m. Đó, trong ngoặc lại. Chia cho m cộng 2. Và kết quả của chúng ta bằng bao nhiêu đây? Trừ 1 cộng cho 4 chia cho m cộng 2, đúng chưa? Đúng chưa? Thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể triệt tiêu được cái m? Hiển nhiên cái hai cái hằng số này ta không quan tâm lắm. Ta quan tâm là nếu mà ta giả sử ta nhân đôi con 2s vào đây, nhân đôi 2s vào đây thì cái chỗ này thành 4, đúng chưa? Đúng chưa? Cái này thành 2, đúng không? Và trừ theo vế ta sẽ mất hai cái giá trị đi, và chỉ còn lại toàn là hằng số cộng lại với nhau thôi, đúng chưa? Chúng ta sẽ suy ra được là gì? 2s trừ cho p thì bằng cái gì đây? 2s trừ cho b là bằng 2 cộng cho 4 chia cho m cộng 2. Thầy đã nhân đôi con 2s, đúng chưa? Và trừ cho p là trừ cho trừ 1 tức là cộng 1, và trừ cho 4 chia cho m cộng 2, kết quả bằng 3. Đây là một hằng số không phụ thuộc vào cái ẩn m, không quan tâm, đúng chưa? Và thầy cũng vừa kết thúc xong ý đầu tiên, đúng chưa? Ý đầu tiên của chúng ta đó là thầy có thể viết lại hai lần. S là gì? S tức là đại diện cho x1 cộng x2, đúng chưa? Trừ cho p là x1 x2 bằng 3. Đây là cái hệ thức không hề, đúng chưa? Không hề phụ thuộc vào cái ẩn số m, được chưa? Chúng ta qua câu b thôi ha. Câu b là gì? Tìm nghiệm kép của phương trình đã cho. Nghiệm kép phương trình đã cho đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với delta bằng không, thế cái dấu lớn bằng thành dấu bằng. Vậy thì chúng ta có gì? Câu b, phương trình có nghiệm kép khi và chỉ khi delta bằng không. Hay là gì? Hay là chúng ta có x bằng trừ 8 phần 5. Không phải x ha, thầy nói nhầm ha. M chứ, đúng không? M là một tham số mà. M. Hoặc là m bằng 0. Chúng ta đừng thêm một cái điều kiện để là m khác trừ 2 nữa. Bởi vì căn bản những con số này nó đã khác trừ 2 rồi. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta thế vào thôi. Với m bằng 0 thì chúng ta có gì? X bằng, có phải là trừ b chia 2a không? X bằng trừ b chia 2a. Trừ b chia 2a là bao nhiêu đây? Là m cộng 4 chia cho 2 lần m cộng 2, đúng chưa? M cộng 4 chia cho 2 m cộng 2. Mà m bằng 0, đúng chưa? Thì chúng ta có cái này bằng bao nhiêu? X bằng 1 ha. 4 chia cho 1 bằng 1. 4 chia 4 bằng 1, đúng chưa? Vậy với m bằng trừ 8 phần 5 thì sao? Với m bằng trừ 8 phần 5, chúng ta sẽ suy ra x bằng bao nhiêu? Thì vẫn là m cộng 4 chia cho 2 lần m cộng 2 thôi.
trừ b chia cho 2a mà. Kết quả của chúng ta bằng bao nhiêu đây? Các bạn có thể thế vào ha. Trừ 8 phần 5 thì có thể viết lại là bằng trừ 1,6 đó. Trừ 1,6 cộng 4 chia cho 2 nhân với trừ 1,6 cộng 2 là 0,4 ha. Thầy tính nhẩm thôi. Kết quả bằng bao nhiêu? Trừ 1,6 cộng cho 4 là bằng 2,4 ha. 2,4. 2 nhân 0,4 là 0,8. Kết quả bằng 3 ha. Một số rất là đẹp. Đúng không? Một số rất là đẹp. Vậy thì với m bằng bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép đó là x bằng 1. Với m bằng trừ 8 phần 5 thì phương trình nghiệm kép x bằng 3. Thầy cũng vừa kết thúc xong bài toán đầu tiên. Được chưa? Một cái bài toán mà chúng ta hơi gặp rắc rối ở cái phần điều kiện ràng buộc, cái điều kiện rất là quan trọng này. Ha, chúng ta sẽ chuyển qua bài toán tiếp theo. Và bây giờ chúng ta vào bài toán số 2. Cho phương trình m cộng 1 tất cả nhân với x bình phương cộng cho 2 lần m cộng 4 x cộng cho m cộng 1 bằng 0. Câu thứ nhất, tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu. Câu thứ hai đó là tìm m để phương trình có hai nghiệm âm. Thì như cái bài tập trước thầy đã sửa cho các em rồi. Thì muốn biết nó có hai nghiệm trái dấu hay không thì nó phải có hai nghiệm trước đã. Rồi còn trái dấu thì tính sau, đúng chứ? Thì đơn giản thôi. Đó là chúng ta cần phải có được lấy cái gì? Đó là gì? Đó là hệ số A. Hệ số A tức là m cộng 1 khác 0. Tiếp theo đó là delta. Tuy nhiên trong bài toán này thì thầy phát hiện ra có số 2 này, thầy sẽ viết delta phải. Delta phải bằng m bình cộng cho 8m cộng cho 16 trừ cho AC trừ cho m bình trừ 1 ha. Trừ 1 trừ với trừ là cộng ha. Đúng không? Không, m bình cộng 1 mà. Có nghĩa là cái chỗ này là m bình trừ cho 2m trừ cho 1 thôi. Đây là một cái dạng bình phương của một hằng đẳng thức thôi. Nó phải là một con số lớn hơn, lớn hẳn không thôi. Và đến đây thầy sẽ giải ra là gì? Đó là m khác trừ 1 là cái thứ nhất này. Cái thứ hai đó là chúng ta có thể biến đổi cái này là gì đi? M bình trừ m bình hết. 8 trừ cho 2 là còn 6m. Đúng chưa? 16 trừ cho 1 là còn 15. Cộng cho 15. Lớn không? Và cái bất phương trình này chúng ta giải rất là dễ. Tương đương với kết quả cuối cùng của chúng ta đó là gì? Đó là m khác trừ 1. Và tiếp theo là m lớn hơn 15 phần 6 rút gọn cho 3 là 5 phần 2. Và đừng quên dấu trừ đằng trước nhé. Đó, m lớn hơn trừ 5 phần 2 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Phương trình có hai nghiệm phân biệt ha. Chỗ này thầy nên viết đó là gì? Để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đúng chưa? Tiếp theo đó là chúng ta vào câu A. Có hai nghiệm trái dấu. Hai nghiệm trái dấu là gì? Hai nghiệm trái dấu là hai nghiệm đó có tích âm. Đúng chưa? Có tích âm. Và tổng thì sao? Tổng thì không quan trọng. Bởi vì tổng có thể âm, có thể dương, hoặc cũng có thể bằng không luôn. Thí dụ như hai nghiệm đối nhau thì tổng bằng không. Hai nghiệm mà dương thầy nói nhầm, tổng hai nghiệm mà dương thì cũng không thể khẳng định được đó là tích hai nghiệm dương đâu hay là âm đâu, mà chúng ta còn phải xét một vài yếu tố nữa. Để phương trình có nghiệm phân biệt thì chúng ta cần xét đó là p thôi, đúng chưa? Đó là theo định lý VS đó, chúng ta có p bằng gì đây? Phương trình có hai nghiệm phân biệt. Trái dấu thì p bằng x1 nhân với x2 sẽ âm. Hay là gì? Chúng ta có thể thế lại là gì? M cộng 1 chia cho A, C chia A đó, M cộng 1 âm. Tương đương với 1 âm. Đó là điều vô lý đúng không? Có thể các bạn sẽ giải được đến chỗ này và các bạn không biết kết luận như thế nào. Thì thầy cũng nói luôn, đó là không thể. Không thể nào có cái chuyện đó là hai nghiệm này trái dấu được. Bởi vì sao? Tích của hai số là con số 1 thì chắc chắn hai con số này phải cùng dấu. Hoặc là cùng âm hoặc là cùng dương chứ không có chuyện đó là gì? Đó là trái dấu đâu. Trái dấu nhân với nhau chắc chắn tích nó ra số âm rồi. Còn đây là tích của hai nghiệm này nó sẽ ra một hằng số rồi cho nên nó là số dương. Đúng chưa?
phương trình các em sẽ không có hai nghiệm trái dấu. Đó là ý thứ nhất của bài toán. Chúng ta sẽ vào ý thứ hai, tìm M để phương trình có hai nghiệm âm. Thì bây giờ chúng ta có như thế nào? Câu B. Tìm M để phương trình có hai nghiệm âm. Phương trình có hai nghiệm âm thì chúng ta cần cái điều gì? Đầu tiên là có hai nghiệm trước, đó là chúng ta phải kết hợp với cái điều kiện để có hai nghiệm, đó là gì? Đó là M khác 1, khác trừ 1, M khác M lớn hơn, lớn hơn trừ 5 phần 2. Đúng chứ? Đó là cái điều kiện của phần trên, đó là hai nghiệm trái dấu. Và tiếp theo đó là gì? Đó là hai nghiệm âm. Thì bây giờ hai nghiệm âm thì hiển nhiên tích của nó dương rồi, và chúng ta có tích của nó bằng 1 đây. Vậy thì hai nghiệm âm này chúng ta cần phải làm cái gì? Đó là hiệu, thầy nói nhầm, tổng hai số này phải là một số âm, đúng chứ? Hay là chúng ta còn gọi một cách khác, đó là x1 cộng x2 bằng 0. Đúng chứ? Mà x1 cộng x2 là gì? X1 cộng x2 đó là trừ b chia a, đúng chứ? Vs mà là bằng bao nhiêu đây? 2m cộng 4 chia cho m cộng 1, có dấu trừ trước, đúng chứ? Tức là trừ 2m cộng 4 chia cho m cộng 1 âm. Tức là toàn bộ cái này dương, đúng chứ? Tương đương với gì đây? 2 thì bỏ số 2 luôn ha. M cộng 4 nhân với m cộng 1 dương. Thì như bài tập trước thì thầy đã nói rồi, bài toán này chúng ta giải rất là đơn giản, có nghĩa là chúng ta xét dấu, miễn sao m khác trừ 1 rồi được chứ. Thì chúng ta sẽ kết hợp, đó là gì? Chúng ta hãy viết các con số làm cho cái con giá trị này bằng 0 đi. Giá trị này bằng bao nhiêu? Trừ 4 ha, đây là trừ 1. Được chưa? Đó là các giá trị làm cho các cái biểu thức này, các cái tử bằng 0, mẫu bằng 0. Tiếp theo là gì? Giá hai giá trị này nhân với nhau là m nhân m là m bình là mang dấu cộng, đây là cộng, đây là trừ, đây là cộng. Bài toán yêu cầu lấy dấu gì? Lấy dấu cộng, đúng chưa? Lấy phần dương mà, đây và đây, đúng chưa? Vậy thì đến đây chúng ta có thể kết luận được là gì? Vậy thì m lớn hơn trừ 1 tương đương với, đó là gì? Đó là m lớn hơn trừ 1 hoặc m bé hơn trừ 4 thì thỏa được cái sao? Ha, thỏa được cái sao, đúng chưa? Tuy nhiên khi mà thỏa cái sao là một cái chuyện mà chúng ta có thể gọi là dễ dàng tính toán được. Còn cái phần mà cái sao này á, nó có thỏa để cho hai phương trình, để cho phương trình này có hai nghiệm phân biệt hay không thì chúng ta cần phải xét. Thì rõ ràng là m mà bé hơn 4 thì làm sao lớn hơn 5 phần 2 được, đúng chưa? Đúng chưa? Mà m lớn 1, m lớn hơn trừ 1 thì như thế nào? Thì chắc chắn m lớn hơn trừ 5 phần 2. Vậy thì kết hợp với điều trên, kết hợp với điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì sao? Chúng ta có m lớn hơn trừ 1 thỏa yêu cầu bài toán, đó là chúng ta có gì? Chúng ta có được phương trình có hai nghiệm âm, chỉ cần m lớn trừ 1 hay là phương trình đã có hai nghiệm âm rồi. Thầy cũng vừa kết thúc xong bài toán số 2 và chúng ta sẽ chuyển qua bài toán tiếp theo. Chúng ta vào bài toán số 3. Với giá trị nào của M thì hai phương trình sau có nghiệm chung? 2x bình cộng cho 3M cộng 1x trừ cho 9 bằng 0 và 6x bình cộng cho 7M trừ 1x trừ cho 19 bằng 0. Và hãy tìm nghiệm chung đó. Nghiệm chung tức là gì? Giả sử như là cái phương trình đầu tiên, thầy tìm ra được nghiệm là 3 thì 3 và bao nhiêu đó thầy không biết. Và phương trình thứ hai thầy tìm ra được nghiệm đó là gì? Là 3 và cũng một số khác không cần biết. Vậy thì hai phương trình này đã có nghiệm chung. Ý tưởng của bài toán là như vậy. Vậy thì để chúng ta thực hiện được cái ý tưởng này thì là chúng ta sẽ cụ thể hơn bằng việc chúng ta gọi x0 là nghiệm chung của hai phương trình này. Đúng chưa? Gọi x0 là nghiệm chung của hai phương trình. Thì ta có là gì? Ta có là x0 sẽ thỏa mãn phương trình này, tức là hai lần x0 bình cộng cho 3m cộng 1 tất cả nhân với x0 trừ cho 9 bằng 0. Và thầy gọi đây là phương trình 1 ha. Tiếp theo đó là x0 cũng phải thỏa phương trình 2, đó là 6x0 bình cộng cho 7m
trừ 1 tất cả nhân với x0 trừ 19 bằng 0, thầy gọi đây là 2. Thì với cái bài toán này thì thầy rất là khó để giải quyết cái giá trị đó là 2 lần x0 bình, thì thầy sẽ quyết định là thầy sẽ nhân 3 ở trên này, đúng chứ? Nhân 3 ở trên này để làm gì? Thầy triệt tiêu xuống dưới. Hiểu ý thầy nói chứ? Thì bây giờ thầy sẽ nhân 3 và thầy sẽ trừ cho cái số ở dưới, thì thầy được cái gì? Có phải là nhân 3 và trừ xuống dưới thì hai cái giá trị này bị triệt tiêu, đúng chứ? Cái chỗ này trở thành gì? 9m cộng cho 3 tất cả nhân với x0, đúng chứ? Trừ cho 7m trừ cho 1 tất cả nhân với x0. Và nhớ là thầy làm tắt thôi, các bạn nhớ viết ra để mà làm kiểu tránh sai sót nghe. Này, nhân 3 là trừ 27 đúng chứ? Trừ 27 và cộng cho 19 bằng 0, được chứ? Và đến đây thì thầy có thể là viết gọn hơn là gì? 9m trừ cho 7m là 2m, 2m cộng 4 ha, tất cả nhân với x0 thì bằng cái gì đây? Bằng 8 đúng chưa? Này, đây là trừ 8, vứt của bên này là bằng 8, tức là gì? Tương đương với m cộng 2 tất cả nhân với x0 bằng 4. Và đến đây thầy có thể tính ra được x0 bằng gì? X0 bằng 4 chia cho m cộng 2, đúng chưa? Thì chúng ta có là hiển nhiên chúng ta cần phải hiểu được là gì? Là m khác trừ 2 chúng ta mới chia được xuống dưới, đúng chưa? Đúng chưa? Chúng ta phải hiểu là m phải khác trừ 2. Sau đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ thay cái giá trị này vào phương trình 1 đi, đúng chưa? Thay cái giá trị này vào phương trình 1 thì ta có cái gì? Thay vào 1. 1 thì ta có cái gì? 2 lần x không bình, đúng chưa? 2 lần 4 lần m cộng 2. M cộng 2 tất cả bình cộng cho 3m cộng 1 tất cả nhân với lại là gì? 4 lần m cộng 2 trừ 9 bằng 0. Và đến đây ta có thể dùng phương pháp gì? Phương pháp quy đồng. Mẫu chung của chúng ta là m cộng 2 tất cả bình phương, đúng chứ? Và chúng ta sẽ quy đồng nhanh được gì đây? 32 cộng cho 4 nhân với 3m cộng 1 tất cả nhân với m cộng 2 trừ cho 9 nhân với m cộng 2 tất cả bình phương bằng 0. Chúng ta có thể giải được cái phương trình này ra rút gọn, đó là gì? Đó là 3m bình trừ 8m cộng 4 bằng 0. Để chúng ta suy ra được cái chỗ này, các bạn có thể bấm máy m bằng 2 hoặc là m bằng 2/3. Sau khi chúng ta có m bằng 2 hoặc là m bằng 2/3 thì chúng ta lấy cái giá trị này chúng ta thế vào phương trình 2 là chúng ta ra được thôi. Với m bằng 2 chúng ta thế vào cả hai phương trình luôn ha, cả hai phương trình 1 và 2 thì chúng ta sẽ có được nghiệm. Bạn có thể dùng máy tính các bạn bấm ha, chúng ta suy ra nghiệm chung x bằng 1 và một cái giá trị khác cũng vậy, nhưng tuy nhiên là cái phần này chúng ta đã ràng buộc rồi, đúng chưa? Và với m bằng 2/3 chúng ta thế vào cả hai phương trình, chúng ta ra được nghiệm chung là x bằng 3/2, đúng chưa? Đó là nghiệm chung đó nghe, có cái nghiệm khác nữa chứ không là chỉ kể riêng một cái nghiệm chung này đâu, được chưa? Và thầy cũng vừa kết thúc xong bài toán số 3, một bài toán về nghiệm chung chúng ta cũng thấy rất là thú vị. Tuy nhiên thì để giải được bài toán này các bạn cần phải lưu ý với thầy về cái kỹ năng tính toán và trình bày ha. Chúng ta sẽ chuyển qua bài toán tiếp theo. Chúng ta qua bài toán số 4. Bài toán là cho phương trình x bình trừ cho 5mx trừ cho 4m bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Có nghĩa là bài toán này đã được khẳng định là có hai nghiệm phân biệt rồi. Chúng ta phải hiểu là delta đã là dương rồi, cho nên là chúng ta cũng có thể là không cần phải tính ra. Được chưa? Tiếp theo, câu A, chứng minh rằng x1 bình cộng cho 5m x2 trừ cho 4m luôn lớn hơn không. Câu B là tính giá trị nhỏ nhất hoặc là tìm giá trị nhỏ nhất, tìm m để cho cái biểu thức này là giá trị nhỏ nhất. Đúng không? Chúng ta sẽ qua ý đầu tiên. Thì
tuy là bài toán này khẳng định là có hai nghĩa phân biệt rồi, tuy nhiên thầy cũng muốn gọi là viết lại một chút xíu ha. Câu qua, phương trình có nghĩa phân biệt, đồng thời chúng ta phải thỏa mãn được là delta bằng gì? Bằng 25m bệnh trừ cho 16m dương. Và như thầy đã nói, tuy là có hai nghĩa phân biệt rồi thì chúng ta phải tự hiểu là gì. Đó là cái chỗ này thì thầy đã giải nha các bạn lúc nãy rồi, là chúng ta sẽ giải ra được đó là m lớn không hoặc là m bé hơn trừ 16 phần 25. Đây là điều kiện để chúng ta có phương trình có hai nghĩa phân biệt. Tuy nhiên thì đó là cái phần chúng ta chỉ bổ sung thêm thôi. Còn cái phần chính của chúng ta đó là chúng ta vẫn phải sử dụng cái điều chính của chúng ta, đó là theo định lý VS đúng không? Theo định lý VS ta có là gì? Ta sẽ đặt S bằng X1 cộng X2 bằng, hiển nhiên là bằng trừ B phần A là 5M. P bằng X1 X2 bằng bao nhiêu? Bằng trừ 4M hả? Thầy, bây giờ làm sao để chúng ta có X1 bình cộng cho 5M X2 trừ cho 4M dương? Làm sao ta chứng minh được? Thì đương nhiên rồi, chúng ta có là gì? X1 bình cộng cho 5M X2 trừ cho 4M thì bằng cái gì đây? Thì cái X1 thì thầy vẫn giữ nguyên là X1 ha? X1 có nghĩa là thầy đang tính là gì? Là phân tích từ cái này. X1 thầy sẽ, X1 bình thầy sẽ làm như thế nào? Đó là thầy sẽ phân tích từ cái điều này. Đây này, từ cái S bằng X1 cộng X2 thầy sẽ suy ra X1 bằng gì? X1 bằng 5M trừ cho X2. Đến đây thì thầy không phải là thầy bình phương đâu nghe, không phải bình phương, mà thầy nhân cả vế với X1. X1 bình sẽ bằng 5M X1 trừ cho X1 X2, có nghĩa là trừ cho P này, đúng chưa? Và từ cái điều này thầy sẽ suy ra là gì? 5M X1 trừ cho X1 X2, đây là X1 bình này, đúng chưa? Và cái phần còn lại là thầy giữ lại thôi, cộng cho 5M X2 trừ cho 4M, được chưa? Hiểu ý thì nói không? Cái chỗ này là thầy phân tích ra ha. Và bằng cái gì đây? X1 x2 có rồi, đúng chưa? X1 x2 của chúng ta là có rồi, đó là trừ 4M trước dấu trừ thành dấu cộng, đúng chưa? Chúng ta có là gì? Bằng 5M rút ra X1 cộng X2, và chỗ này trừ với trừ là cộng, cộng 4M trừ 4M, à hai giá trị triệt tiêu ha. Và chúng ta viết lại bằng gì? 5M nhân với X1 cộng X2 tức là 25M bình phương. Thì giá trị này luôn lớn hơn 0. Vì sao? Vì chúng ta có, nếu mà M dương này, đúng chứ, M dương thì cái giá trị này dương luôn, mà M bé hơn cái giá trị này bình phương lên cũng dương luôn, miễn vì sao M khác 0. Cho nên cái chỗ này chúng ta khẳng định luôn, đó là luôn đúng, luôn đúng luôn nghe, chứ không phải là trừ khi là M khác 0 đâu. Có nghĩa là chúng ta vẫn giải quyết được câu A này. Tiếp theo là chúng ta qua câu B. Câu B thì thật sự cũng rất đơn giản thôi. Các bạn có thể quan sát cái thầy nghe. Cái ở trên đó chúng ta có là gì? X1 cộng 5 M X2, X1 cộng 5M X2. Cái chỗ này trừ 4M thì hiển nhiên cái chỗ này cộng 12 thì có phải là chúng ta lấy cái giá trị này cộng thêm 16M không? Đúng chưa? Và từ đó là thầy có được cái ý tưởng như sau. Câu B đó là X1 bình cộng cho 5M X2 bình, không, X2 thôi ha, cộng cho 12 12M thì thực chất nó bằng cái gì? Thì thực chất nó bằng là X1 bình cộng 5M X2 và trừ 4M cộng cho 16M, mà cái giá trị này của chúng ta đã tính rồi đúng chưa, tức là bằng 25M bình cộng cho 16M. Đây là giá trị của cái biểu thức với mẫu này. Vậy thì bây giờ đến đây thì chúng ta có thể chúng ta kết hợp rồi đúng chưa. Vậy biểu thức sẽ được viết lại bằng gì? Bằng M bình phương chia cho 25 m bình cộng 16 cộng cho 25 m bình cộng 16 chia cho m bình phương. Thì đến đây ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy dành cho hai số này, đúng chưa? Sẽ lớn bằng gì? Hai lần tích của hai cái căn. Hai căn thì nó triệt tiêu với nhau rồi, đúng chưa? Và dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi từng cái bằng một. Từng cái bằng một chúng ta có là gì? Các số không âm. Các số không âm mà tổng của hai con số nghịch đảo lại với nhau á, các sự thầy sẽ gọi là các số dương luôn đi, các số dương này
Số nghịch đạo và tổng của nó, tổng của nó và số nghịch đạo luôn luôn lớn bằng 2, và cái dấu bằng xảy ra duy nhất không phải các bạn viết đơn thuần là hai này bằng nhau đâu, song sách hai này nhân chéo với nhau bằng nhau không đúng, mà từng còn bằng 1 mới đúng. Từng còn bằng 1 cụ thể hơn đó là gì? Dấu bằng xảy ra. Khi và chỉ khi chúng ta có m bình bằng 25 m bình cộng cho 16, chuyển vế qua chuyển vế lại thì chúng ta sẽ biết được đó là tương đương với 16. Ồ, cái chỗ này thầy viết bị nhầm ha, 16 m đúng không? 16 m đó, 16 m đúng chưa? Đó là cái giá trị nó tính như vậy. Thì chúng ta sẽ chuyển vế qua thì chúng ta được là gì? Được là tương đương với 24 m bình cộng cho 16 m thì bằng 0 ha, bằng 0. Đến đây thì chúng ta sẽ giải ra là gì? M bằng trừ 2/3 và m bằng 0. M bằng 0 thì hiển nhiên là chúng ta sẽ loại rồi, bởi vì là chúng ta đã có được cái từ chặn ban đầu là m dương rồi, đúng chưa? Hoặc là m bé hơn trừ 16/25, cho nên cái chỗ này chúng ta sẽ nhận. Bởi vì tuy cái giá trị 2/3 không dương nhưng mà nó vẫn thỏa mãn được cái điều kiện ở trên. Đó là gì? Thỏa mãn được đó là m bé hơn 16/25. Đúng không hề? Và cái chỗ này chúng ta loại. Vậy đến đây chúng ta có thể kết luận được là gì? Với m bằng trừ 2/3 thì biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất chính là bằng 2. Và thầy cũng vừa kết thúc xong bài toán số 4 của chuyên đề phương trình bậc 2, định lý VS và ứng dụng phần 2. Thì các em thân mến, vừa rồi thì thầy cũng đã trình bày xong lời giải chi tiết của các bài toán về định lý VS và ứng dụng phần 2. Hy vọng rằng với cái kiến thức thầy cũng vừa giảng cho các em sẽ giúp cho các em có những cái chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.